Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật cho bạn về dự án Sira Chain, và thứ hai nữa thì mình cập nhật cho bạn về cái dự án DocS. Với dự án DocS này thì mình cũng cập nhật cho bạn về cái thời gian mà dự án gia hạn để mà niêm yết là một, và thứ hai nữa cái thời gian mà gia hạn liên kết ví rút về ở trên cái sàn hay là những cái ví cá nhân. Và thứ ba thì mình cũng hướng dẫn chi tiết cho bạn cái cách để các bạn thêm một cái hợp đồng thông minh của là dự án DocS này vào những cái ví cá nhân như là ví Chớt hay là ví Web3 của là nền tảng OKX hay là những cái ví cá nhân mà hỗ trợ cái mạng Tôn. Trước tiên thì mình cũng cập nhật các bạn về cái ghép thẻ của là ONX trong ngày hôm nay. Và thẻ của ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhập cho mình mã số là 3487. Các bạn chờ một chút. Các bạn nhập tiếp cho mình là 9531 9531. Các bạn chờ một chút. Được rồi, các bạn nhập tiếp cho mình là 762 762. Đó, như vậy mình đã nhập thành công thì nhận là 2000 token là ONX. Ở máy farm ấy thì bạn vào đây các bạn nhận và các bạn bấm lại mà nó tiếp tục thì nó khai thác nó đào nhé. Còn bây giờ mình cập nhật cho bạn về cái thời gian và niêm yết dự án DocS trước, xong rồi mình sẽ cập nhật bạn về cái dự án Sira Chain. Đây là cái bài viết mới của là dự án Doc. 6 triệu người dùng đã xác minh, đã yêu cầu tiền gửi trực tiếp Doc của họ vào các sàn giao dịch ví Telegram. Chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây trong tiền điện tử. Chúng tôi quyết định thêm nhiều tùy chọn rút tiền hơn và gia hạn thời gian yêu cầu bồi thường, yêu cầu trao đổi và ví Telegram đến là 6 giờ chiều theo múi giờ UTC ngày 21 tháng 8 nhé. Yêu cầu đối với ví không lưu ký là đến 8 giờ sáng múi giờ UTC ngày 23 tháng 8 này. TGE và niêm yết 12 giờ trưa UTC ngày 23 tháng 8. Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời của bạn, hãy tiếp tục như thế nhé. Có nghĩa các bạn sẽ hiểu là cái thời gian mình liên kết ví thì dự án gia hạn đến ngày 21 tháng 8 này với cái ví của là Telegram. Còn đối với ví không lưu ký là cái ví như kiểu các bạn sẽ hiểu là cái ví Web3 của là OKX hay là ví Chớt hay là ví Web3 của là Bitget mà nó có cái mạng Tôn ở trong đấy, thì mình có thể thêm cái con check của cái đồng Doc để mình có thể liên kết ví, mình rút về những cái ví cá nhân đấy. Và những cái ví không lưu ký thì gia hạn đến ngày 23 tháng 8 nhé. Đó thì đấy là cái thông báo của là dự án. Thì bây giờ mình sẽ là hướng dẫn bạn về cái cách các bạn thêm một cái contract của là thêm một cái contract của đồng Doc này vào cái ví không lưu ký như là ví Web3 của là OKX nhé. Và các bạn lưu ý là họ cho mình rút về những cái ví sàn hay là ví cá nhân hay là cái ví bên trong của là Telegram. Nếu bạn muốn là bán trực tiếp thì các bạn có thể rút về cái sàn như là sàn Bitget này, sàn Bybit hay là sàn OKX. Và cái contract này thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả cho bạn nào cần thì các bạn ấy các bạn thêm, còn bạn nào mình không cần thiết thì các bạn không cần phải là thêm contract vào ví Web3 đâu. Vì mỗi con người có cái mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như những cái thành viên mà họ có nhiều tài khoản quá thì không đủ sàn hay là không đủ ví thì cần thêm contract này để mà liên kết vào cái ví gọi là ví không lưu ký. Hay là những bạn nào có mục đích là muốn hold dài hạn thì mới là thêm cái contract để mà sử dụng trong cái việc là hold. Có nghĩa là sử dụng trong mục đích riêng của là mỗi người thì mình cần thêm cái contract. Còn nếu các bạn không cần sử dụng thì các bạn cũng không cần thêm nhé. Và để thêm cái contract của cái đồng Doc này thì ở trên cái ví đây, bên này là bên sàn OKX, các bạn lướt sang cái bên là ví Web3 của là OKX, các bạn kéo lên trên, bạn nhìn thấy chỗ là quản lý tiền mã hóa thì bạn bấm vào đây. Ở đây thì bạn bấm vào chỗ là tiền mã hóa tùy chỉnh nhé. Các bạn kích vào chỗ là Bitcoin là BTC và các bạn tìm đến cái mạng Tôn, các bạn bật cái mạng Tôn nhé. Và các bạn dán cái contract vừa copy. Contract này thì mình cũng để bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận để cho bạn đấy. Các bạn chấm nhẹ tay vào chỗ là ký hiệu này, tự động nó sẽ hiện là Doc và số điểm là 9 là cái điểm số thập phân. Các bạn bấm xác nhận vào đây. Đó, bây giờ các bạn quay lại này thì bạn kéo lên, các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng Doc nó hiện ở đây. Và ở đây sẽ có một cái mục ở trên ví Web3 là mục hoán đổi hay là cầu lối này. Sau này mà niêm yết ấy, thì mình có thể là swap trực tiếp cái đồng Doc ở trên ví Web3 nhé. Còn trong lúc này thì thứ nhất là dự án chưa mở cái việc niêm yết nên là mình có rút về đây thì mình cũng không swap được. Và thứ hai nữa thì dự án vẫn chưa trả cái đồng Doc khi mà mình thực hiện mình rút, và phải đến cái ngày như dự án thông báo đấy. Trước cái thời điểm mà niêm yết thì bắt đầu mình mới nhận cái đồng Doc mà
các bạn rút về những cái ví cá nhân, hay là các bạn rút về ở ví sàn giao dịch, thì phải đợi đến trước cái thời điểm niêm yết khoảng 1-2 tiếng thì mình mới nhận được cái đồng đót. Và cái cách để bạn là nhận cái đồng đót về ở trên ví web3 chẳng hạn mà các bạn lại muốn là rút về ở ví sàn để các bạn bán, thì các bạn truy cập vào sàn này. Với nền tảng OKX thì các bạn bấm vào chỗ tài sản đây và các bạn bấm vào chỗ là nạp này. Cái cách này thì các bạn sẽ nạp trực tiếp về ví spot nhé. Kể cả các bạn đang rút ở trên cái app Telegram thì các bạn cũng làm cách này để mình nạp trực tiếp cái đồng đót đấy về ví spot mà không cần là phải thông qua ví funding. Thì các bạn bấm vào chỗ là nạp tiền mã hóa này. Các bạn sẽ ghi cho mình cái chữ tìm kiếm là dog, nhớ là phải có cái chữ SC nhé. Nhớ là phải ghi đúng chữ SC đằng sau nhé. Ở đây thì bạn kích vào chỗ biểu tượng là dog trên là tone, và đây cái cảnh báo quan trọng là bắt buộc mình phải thêm mã moment thì mình mới nhận được. Thì các bạn để ý là đây là cái mục để cho mình copy mã ví về nơi gửi, thì mình sẽ dán mã ví là 1 và phải có cái mã moment đây, thì bạn cũng phải là copy mã moment. Và để mà gửi trực tiếp vào cái ví giao dịch của là sàn này thì các bạn nhìn thấy chỗ tiền nạp vào này, các bạn click cái mũi tên để xuống, nó sẽ có tùy chọn. Thứ nhất, nếu mình để đây thì tự động về cái ví spot là ví giao ngay để cho mình bán, còn nếu mình để ở trên là ví funding thì khi mình gửi tiền vào nó sẽ hiện ở cái mục là ví funding, và từ cái ví funding này các bạn cần phải là chuyển lại về cái ví là spot mình mới bán được, nên là các bạn để luôn cho mình là ví giao dịch, có nghĩa là ví spot. Với bạn nào mà mình mới đăng ký sàn OKX mà nó chưa hiện ví support thì vài ngày sau tự động sẽ hiện. Còn nếu các bạn muốn là nó hiện nhanh thì các bạn làm cái cách này theo mình nhé. Ví dụ bây giờ mình sẽ bấm vào chỗ cái đồng đây, các bạn nhìn thấy chỗ là chuyển tiền đây nhé. Chuyển tiền đây thì bạn nhìn thấy là khi các bạn ở bên ngoài đấy như này mà nó không hiện ví funding này, mà nó chỉ hiện mỗi ví giao dịch, có nghĩa là các bạn vừa đăng ký tài khoản thì chưa kích hoạt ví funding, mà các bạn muốn là kích hoạt ngay để bạn nhìn thấy, thì bạn vào chỗ chuyển tiền đây. Ở bên trên là cái phần cho mình là đảo mũi tên để qua lại giữa hai ví. Thì cái tài sản của bạn đang ở trên ví giao dịch, có nghĩa là ví support, các bạn có thể là chuyển sang ví funding để mà cho nó kích hoạt nhanh. Chẳng hạn ở đây mình chuyển USDT này, bấm tối đa, mình chuyển sang ví funding. Đó, bây giờ tiền mình đang ở trên cái ví funding và trên ví support thì không còn. Và bây giờ mình chuyển lại về cái ví support thì bạn cũng bấm chỗ là chuyển tiền đây. Mình chuyển từ ví funding về ví support và mình cũng nhập số lượng là max vào đây. Các bạn bấm vào đây để mình chuyển này. Như vậy mình đã chuyển qua lại hai ví, thì các bạn làm cách đấy tự động nó sẽ là hiện cái ví funding cho cái người dùng mà mới đăng ký tài khoản. Thì như vậy cái cách mà thêm cái contract vào ví web3 của là OKX thì mình cũng đã cập nhật và hướng dẫn cho bạn. Và về cái thời gian mà gia hạn liên kết ví thì mình cũng đã cập nhật cho bạn. Còn bây giờ mình cập nhật cho bạn về cái dự án Shiza Chain. Và có một cái mới là trên cái trang Twitter của là Shiza Chain thì chính thức là họ đã tích xanh ở đây, cho thấy là dự án cũng đang xây dựng, củng cố, phát triển hệ sinh thái. Và thông qua cái sự kiện mà đóng góp đồng Shiza Coin thì cho thấy là cộng đồng ủng hộ dự án rất là mạnh trong cái đợt mà bệ phóng của là những cái công ty khởi nghiệp trong cuộc thi Hackathon. Và hôm qua thì mình cũng đã cập nhật chi tiết các bạn về cái cách để bạn truy cập vào cái trang đóng góp của là Shiza Start. Nếu như bạn nào mình chưa biết cách mà truy cập vào trang Shiza Start thì ở đây mình cũng sẽ là hướng dẫn cho bạn. Các bạn quay lại cái mục mà mình đang đào nhé, thì bạn bấm vào chỗ là mục Home ở đây. Ở đây thì bạn bấm vào chỗ bóng đèn đấy. Nếu như bạn nào bấm bóng đèn mà chưa đăng nhập thì bạn cần phải là đăng nhập nhé. Các bạn sẽ dùng cái tài khoản Shiza mình để mà đăng nhập trên cái trang là Shiza Start này. Và ở đây sẽ có một cái thông báo, có nghĩa là hôm qua thì mình cũng đã gửi vào đây là 20 đồng Shiza ở trong cái dự án khởi nghiệp trong bệ phóng này. Thì hôm qua mình có gửi vào đây là 20 đồng mình test. Ở cái trang này thì ngày hôm qua có đâu là hơn 300.000 đồng Shiza đã là gửi vào đây, nhưng mà sang ngày hôm nay thì lên đến là 454.445,36 đồng Shiza đã gửi đốt vào đây. Thì cho thấy là cộng đồng cũng rất nhiệt tình trong cái việc là tự nguyện để mà ủng hộ cho những cái dự án khởi nghiệp ở đây. Ở đây là cái mục mình bấm ở đây thì là cái mục mà chuyển mình sang cái bước là liên kết ví để mình sẽ là đóng góp nhé. Còn cái đóng góp này thì hôm qua mình cũng đã cập nhật rất là chi tiết cho bạn cái việc đóng góp như nào, cái ưu nhược điểm thì mình cũng đã phân tích rồi. Những cái tài khoản mà mình vượt qua KYC thì mình mới thực hiện cái bước là đóng góp cho dự án. Nếu mình muốn đóng góp thì bạn nhập số lượng vào đây.
chẳng hạn là 1 đồng này, các bạn bấm vào đây. Ở bước này thì thứ nhất hiện cái 1 đồng mình đóng góp và cái phí mình phí gas ấy là 0.105 và tổng cộng là 1.0105 đồng Sisa. Các bạn bấm vào confirm là mình đóng góp, còn nếu mình không đóng góp thì mình bấm back này để mình quay lại. Thì đó là cái cách để mình truy cập vào trang đóng góp nhé. Và cả những cái đội bên dưới này thì cũng số lượng đốt đồng Sisa ở đây cũng tăng lên khá là nhiều đấy. Và trong này các bạn có thể kéo để bạn tìm tất cả cái dự án khởi nghiệp mà đang trong cái trang Sisa Start để mà tham gia cái bệ phóng trong cuộc thi Hackathon. Và cái việc mình đóng góp đồng Sisa đồng nghĩa với việc là đã là quyên góp là sẽ là mất nhé. Nên bạn lưu ý là nếu mình quyên góp đây đồng nghĩa với việc là đã quyên góp là mất cái đồng Sisa. Nhưng mà nếu dự án thành công thì cái đồng Sisa này sẽ được đốt bỏ và sẽ là cung cấp cho dự án này đại diện một cái đồng token. Thì mình là cái người mà đóng góp thì mình sẽ là ăn chia cổ tức, có nghĩa là mình sẽ được nhận lại cái đồng token đại diện cho cái dự án này. Còn nếu dự án mà không thành công thì đồng nghĩa với việc mình đã đóng góp là mình quyên góp thì mình sẽ là mất cái đồng Sisa ở đây. Nên là các bạn cũng cân nhắc, đây không phải là một cái nhiệm vụ là bắt buộc mà chỉ là tình nguyện. Còn nếu bạn muốn đóng góp thì bạn cũng chỉ đóng góp khoảng độ là trải nghiệm 1 đến 2 cái đồng Sisa nhé. Thì bạn bấm vào đây và mình nhập số lượng để mình tiến hành mình đóng góp. Và cái nữa là các bạn phải vượt qua KYC thì mình mới thực hiện cái việc là mình đóng góp ở đây. Và ở mục tin nhắn này là cái việc mình đã test là mình đóng góp 20 đồng Sisa, nhưng mà ngày hôm qua là 13:03:29 thì mình mới đóng góp, thì đồng nghĩa với việc là sau 24 tiếng thì bằng thời gian ngày hôm nay thì bắt đầu nó mới hiện cái lịch sử mình đóng góp cho dự án ở cái mục là thống kê đây. Thì các bạn sẽ hiểu là sau 24 tiếng đồng hồ mà mình thực hiện đóng góp thì lúc đấy cái mình đóng góp bắt đầu nó mới hiện ở trong cái trang mà mình xem những thành viên đóng góp ở đây. Đây thì có rất nhiều cái cộng đồng, cả những cái quốc gia mà khác nhau đấy, thì họ cũng đang đốt đồng Sisa để vào đóng góp cho cái dự án khởi nghiệp trong cuộc thi Hackathon. Cái đội này đã chiếm là 455.000 này. Cái đội bên dưới là chiếm là 21.556 này. Đội này chiếm những là 36.000 này, cho thấy là cộng đồng ấy cũng hưởng ứng rất là mạnh trong cái việc là tình nguyện khuyên góp cái đồng Sisa cho những cái dự án khởi nghiệp ở đây. Đó, thì bạn có thể vào đây để bạn view, bạn xem những cái dự án mà họ đang tham gia trong cái bệ phóng của là cuộc thi Hackathon đối với Sisa Start. Cái team này, những thành viên mà họ đang đóng góp cho đủ là 10.000 đô nhé. Thì cái thành viên bên trên đóng góp là 5.000 đô này, thành viên này đóng góp 3.000, thành viên này 1.000, thành viên này 1.000, tương đương với 5 này, 8 này, 9 này, 10 thì tổng số là 10.000 đô đây. Mỗi một đội để mà tham gia cái cuộc thi Hackathon thì đều phải có số vốn là 10.000 đô. Các bạn kéo bên dưới chữ là Sisa Holding thì bạn cũng nhìn thấy số lượng người mà đang đóng góp ở cái team này là 3.809 người. Và ở cái mục này cho bạn view số lượng thành viên đang đóng góp. Và cái mục này là cái mục mình kích vào đây để mình đóng góp nhé. Thì như vậy mình đã cập nhật bạn về cái cách mình thêm contract của là dự án Dog. Và thứ hai nữa thì mình cũng cập nhật cho bạn về cái dự án Sisa Chain và cái ghép thẻ của là ONX. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình.